Dạ Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay thì là một buổi sáng rất là trong lành luôn. Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại cây có giá trị kinh tế cao. Mà cái loại này thì Ngọc Ngân đăng rất là nhiều video luôn. Đó chính là cây tùng kim cương. Thì cây tùng kim cương thì Ngọc Ngân có giới thiệu cái loại 60.000, 1.2, rồi loại 600. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại tùng kim cương 700.000. Cái cây này thì cái cỡ nó trung trung và mình có thể dễ dàng chăm sóc và cây nó đang phát triển rất là mạnh luôn. Thì cái lô này chỉ có 8 cây thôi, Ngọc Ngân đánh từ số 1 cho đến số 8. Thì một cây như vậy là có giá 700.000. Thì một cây là Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Thì sau đây thì quý cô chú anh chị cùng Ngọc Ngân đi ra mình xem từ cây số 1 đến cây số 8 nha. Dạ hôm nay thì mẹ đi chợ rồi, cha với em thì cũng đi giao cây rồi, nên Ngọc Ngân ở nhà có một mình thôi. Thì do đó là Ngọc Ngân tranh thủ để quay video để giới thiệu với quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nhìn tổng thể 8 cây tùng kim cương của mình đây, thì cây nó rất là đẹp, rất là khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Thì từ trái qua phải thì Ngọc Ngân sẽ đánh số. Cái số đầu tiên là cây bảng số 1 nè. Thì chiều cao của cái bạn tùng kim cương này á, thì là tính từ miệng chậu đi lên á, là nó cao 2 gang tay của Ngọc Ngân. Nó cao 2 gang tay. Và cái cây của nó thì cái thân nó thì nó cỡ như cái điếu hút. Đây là cây tùng kim cương. Ngọc Ngân sẽ quay gần cho quý cô chú anh chị xem nè. Cây của mình cành thì nó rất là phát triển luôn. Thì quý cô chú anh chị mà cái cách mà phân biệt tùng kim cương với tùng Đài Loan á, thì tùng kim cương á, thì là cái nách lá của nó sẽ gần và cái lá của nó sẽ ngắn hơn nhiều so với tùng Đài Loan. Và khi mà một cái tược của nó lên như vậy á, thì nó sẽ lên 4-5 cái tược con. Thì ở cái tầm cây lớn như vậy á, thì mình mới có thể phân biệt, mình mới có thể thấy nhảy đọt. Tại vì nhiều khi quý cô chú anh chị đặt hàng ở bên Ngọc Ngân mà lấy cái loại 60.000 á, thì mình khi mà cây nó chưa có đi đọt mạnh á, thì mình sẽ không thấy được một cái đọt và có 4-5 cái đọt con á, xung quanh nè quý cô chú anh chị. Đây là tùng kim cương zin F1 luôn nha. Khi mà quý cô chú anh chị mua những cái dòng tùng này thì quý cô chú anh chị cứ yên tâm. Thì Ngọc Ngân nói tùng kim cương zin F1 là như thế nào? Có nghĩa là bản thân cây mẹ của nó là cây zin. Có nghĩa là hồi xưa mình nhân giống cây mẹ là mình lấy nguyên cái cành zin. Tại vì có trường hợp là mình sẽ cái cây mẹ mình sẽ ghép xong rồi mình lấy cái đó mình nhân giống. Khi mình nhân giống nhiều lần như vậy thì cây giống của mình nó sẽ không có chuẩn giống. Còn đối với cái lô này đó là chuẩn zin F1 luôn. Có nghĩa là mình sẽ lấy cây mẹ, cái cành từ cây mẹ bản thân nó là cây zin để mà mình nhân giống. Do đó là quý cô chú anh chị cứ yên tâm. Thì tiếp theo là bảng số 2. Bảng số 2 thì chiều cao của bạn tính từ miệng chậu đi lên thì cũng là 2 gang tay. Cây của mình nó rất là khỏe, rất là sum xuê. So với cái lô 600.000 thì cái lô 700.000 này thì im hơn rất là nhiều. Tại vì cây của mình thì nó sẽ có nhiều cành nhánh, nó sẽ cao và đẹp. Và đây là bảng số 3. So với bảng số 2 và bảng số 1 á, thì bảng số 3 cao hơn được một xíu. Và bảng số 3 cũng khá là sum xuê. Khi đem về á, thì quý cô chú anh chị sẽ lấy một cái cây tre, cây trúc gì đó. Thì mình sẽ dựng đứng cái đọt lên. Tại sáng ngày thì Ngọc Ngân luôn chưa có thời gian để Ngọc Ngân làm cái vấn đề này. Thì nhưng ý mà trong quá trình mà mình vận chuyển á, thì mình cũng phải bỏ cây tre ra. Do đó về thì quý cô chú anh chị hãy hỗ trợ Ngọc Ngân là mình sẽ lấy một cây tre để mà mình dựng đứng cái đọt lên thì cây tùng của mình mới đẹp. Hoặc là quý cô chú anh chị nào mà hết dáng đổ dáng nghiêng á, thì mình có thể tạo dáng cho cây tùng từ nhỏ luôn nha. Ví dụ như những cái cây này thì quý cô chú anh chị đều có thể tạo dáng thác đổ ngay từ nhỏ luôn. Và đây là bảng số 4. Tính từ miệng chậu đi lên thì bảng số 4 là cao hơn 2 gang tay, cao khoảng 2 gang rưỡi luôn á quý cô chú anh chị. Cành nhánh thì rất là nhiều luôn. Là quý cô chú anh chị có thấy không? Là một cây Ngọc Ngân bán đồng giá luôn. Một cây như vậy thì có giá là 700.000. Quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh để khi mà Ngọc Ngân đăng lên thì quý cô chú anh chị có thể theo dõi được video của Ngọc Ngân. Khi quý cô chú anh chị liên hệ sớm thì mình sẽ được cây đẹp hơn nha. Nói chung thì cái lô này là cây nào cũng đẹp, nhưng mà trong cái đẹp nó sẽ đương nhiên là nó sẽ có cây đẹp hơn rồi. Thì Ngọc Ngân sẽ ưu tiên cho những quý cô chú anh chị nào mình xem video đầu tiên và mình gọi video, gọi điện thoại cho Ngọc Ngân đầu tiên thì Ngọc Ngân sẽ để dành cây đó cho quý cô chú anh chị. Thì trong cái thời gian đặt hàng là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Tại vì ban ngày Ngọc Ngân đi làm, Ngọc Ngân không có bắt máy của quý cô chú anh chị kịp. Quý cô chú anh chị có thể là mình đặt hàng
qua cái số nhắn tin trong cái số điện thoại nè, hoặc là nhắn tin Zalo, hoặc là gọi điện thoại trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Đây là cái bạn số 5 nha. Bạn số 5 thì rất là đẹp luôn. Chiều cao của bạn là cũng hơn 2 gang tay. Từ những cái bạn phía sau này á, thì là toàn là hơn 2 gang tay không à. Nàng đây là bạn số 6. Bạn số 6 này là 3 gang tay luôn á quý cô chú anh chị. Cây của mình nó rất là cao luôn nha, bạn số 6. Và đây là bạn số 7, thì so bạn số 7 và bạn số 8 với bạn số 6 thì nó cao bằng nhau. Nó cao tầm khoảng là 3 gang tay luôn á quý cô chú anh chị. Cây của mình rất là to, khỏe, rất là cao. Cái bạn số 7 thì có một cái nhánh vuông dài. Và đây là bạn số 8. Bạn số 8 là bạn chân dài nhất trong đám luôn. Và chiều cao của bạn là hơn 3 gang tay, nó gần 4, nó khoảng là 3 gang rưỡi luôn á quý cô chú anh chị. Thì về quý cô chú anh chị sẽ dựng đọt lên thì sẽ thấy cây của mình nó rất là to, rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân, cho Ngọc Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận thì Ngọc Ngân sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã bấm đăng ký kênh, đã theo dõi kênh của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc đại gia đình của mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nhé.